À, vâng thưa quý vị ơi, đó là ngày vui gì cho tôi nói một đôi câu. Xin chúc cho hai họ được bên nhau đời đời. Xin chúc quý vị khách mời an khang hạnh phúc, đời đời vui tươi, tương lai no ấm giàu sang, tương lai vượt. Do trời mắt không thấy đường xuống này thôi. Tới ngày vui tôi nói một đôi câu. Xin chúc cho hai họ bên nhau đời đời. Xin chúc quý vị khách mời vui tươi hạnh phúc, đời đời an khang, tương lai no ấm giàu sang, công danh sự nghiệp vượng vàng đi lên. Chúc cho đôi lứa vượng bền, tình duyên suốt trẻ sớm nên duyên vợ chồng. Chúc cho dâu rể má nồng sớm sinh quý tử, đó là con rồng châu tiên. Nội nhạc là quý vị ơi. Bao đăng đàn ông lên giá, đàn bà lên mấy ghen. Ghen bây giờ mô đen hơn xưa, ghen bây giờ kinh khủng hơn xưa. Ghen không đấm đá, ghen không mắng chửi, ghen không tức cười, mà ghen như thế này. Một người ghen bà lấy giàu làm, hai ghen bà lên cơn sốt, đốt tan ngoài cửa nhà. Ba ghen bà đến yêu tự hằng, bà qua ác chí thì hằng ngã nó cũng tan. Không thương thì thôi bà phá cho hồi, nói mấy ông chồng này có số đào hoa, nói mấy ông chồng như vợ hai vợ ba, trò chơi trò khéo chớ quên vợ nhà. Ông bà xưa đi có câu, ức nào mà ức không cay, cái nào mà gái phải quý vị, vợ yêu chồng mới ghen tuông. Hỏi là nam yêu văn nghệ đó là yêu tổ quốc, còn gái yêu văn nghệ đó là gái yêu chồng. Hát cho má em hồng, cho môi em thắm, cho tình em say, thành đô hát chữ mới hát tại đây, còn hát hay thì lên tới là tổng đài là quý vị à. Bao đăng đàn ông lên giá, đàn bà lên mới gần. Ghen bây giờ mô đen hơn xưa, ghen bây giờ cũng cũng hơn xưa. Ghen không đấm đá, ghen không mắng chửi, ghen không tức tươi, mà ghen như thế này này. Một người ghen bà lấy giàu làm, hãy ghen bà lên cơn sốt, đốt tan hoa kế điệp thư. Bà ghen bà đến ông tờ hành, bà qua ác chứ thì hàng hóa nó cũng tan. Không có thương thì thôi bà phá cho hồi, bà thương
thường, hết thường táo ngọc, cũng thành lễ chùa. Rồi mấy ông chồng có số đào hoa, nói mấy ông chồng bờ hai cháu bờ ba, trò chơi cho khéo chớ quên gì bờ nhà. Ông bà xưa đi có câu, ớt nào mà ớt không cay, gái nào mà gái không ai ghen chồng, gái ghen gái mới thương chồng, vợ yêu chồng đó ấy mới là ghen tuông. Bạn quý vị, người ta nói rằng này, một vợ thì nằm giường leo, hai vợ thì nằm treo leo, còn ba vợ sao? Ba vợ thì nằm về má vợ, không có đâu, à quên. Ba vợ ra tới công ty cho leo mà. Xin hết tôi làm trở lại, trả lại mic caro cho MC ạ. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ. Để sau đây theo tiếp theo chương trình là Dương Thông ạ. Dương Thông lên thưởng thức những lời ca tiếng hát. Hát rồi sẽ biết.